khoảnh khắc xấu hổ của camilla khi đối mặt với con sâu kết đầu bà ấy bị mắc kẹt trong ô và không thể thoát ra ngoài phải nói rằng cách ăn nói và cách cư xử của camilla thua xa so với công nương diana công nương diana trong lòng mọi người như là nữ thần không chỉ đoan trang xinh đẹp mà còn thanh tao phóng khoáng chẳng khác gì thiên nga cao quý còn camilla thì lại khác hãy nhìn bà ấy mà xem con người camilla này quả là không tầm thường có lẽ đây chính là điều mà thái tử trác thích nhưng cũng vì lẽ đó mà nhiều người sẽ thường xuyên thấy hình ảnh chụp được những khoảnh khắc đáng xấu hổ về bà. Chúng ta có thể hiểu tại sao Camilla chỉ có thể làm vừa lẽ. Không lâu sau khi hoàng tử bé rót chào đời, màn chào của bà Camilla khi gặp nữ hoàng đã khiến người bà lung túng. Đầu tiên Camilla cúi người hôn lên má hoàng hậu, có vẻ miệng cứng nhưng động tác chào chỉ là hơi khủy gối, không có chút hòa mỹ nào. Vào thời điểm đó, Camilla đã kết hôn với Hoàng gia được gần chục năm và dường như Camilla vẫn chưa quen với những quy tắc của Hoàng gia. Anh. Ngay cả màn chào hỏi cũng ngỡ ngùng như vậy, chẳng trách Hoàng hậu nhìn con sâu này không vừa mắt. Tất nhiên đó không phải là điều đáng xấu hổ nhất. Điều đáng xấu hổ nhất là bà Camilla không chỉ chào nữ hoàng mà còn chào cả con sâu của mình. Công nương kết. Hoàng gia đã được phân cấp nghiêm ngặt từ thời cổ đại và Hoàng gia Anh cũng không phải là ngoại lệ. Là vợ của Jacques, Camilla không có danh hiệu công nương xứ quay mà chỉ là nữ công tước sứ con quơ, địa vị của công nương kết cao hơn Camilla. Công nương kết có thể vị cao nên việc bà Camilla đưa tay chào là đúng. Công nương kết tôn trọng Camilla trong lòng, dù gì Camilla cũng là mẹ kế của cô. Dù cô có khó tính thế nào, khi Camilla chào cô, cô vội vàng đỡ Camilla dậy để không cho bà níu kéo thì quá xấu hổ. Lời nói và việc làm của công nương kết rất thanh lịch và hào phóng, khá giống với mẹ chồng Diana. Khi gặp các vị vua và thế thiếp khác, dù họ nhỏ tuổi hơn mình, Camilla cũng phải chào, chẳng hạn như nữ hoàng Hà Lan và nữ hoàng Jordan. Tất nhiên là không dừng lại ở đó, theo thứ tử các thành viên của Hoàng gia Anh, do thư ký của nữ hoàng soạn thảo, miễn họ là con cháu của hoàng tộc, địa vị của họ cũng cao hơn Camilla. Điều đó có nghĩa là Camilla cũng có thể cần phải chào khi nhìn thấy con trai và cháu của mình. Cuộc hôn nhân của Camilla với Hoàng gia Anh không biết là may mắn hay xui xẻo, dù sao thì Camilla cũng chỉ có thể chịu đựng. Khi nữ hoàng đưa Camilla đến một sự kiện quan trọng như vậy, Camilla đã thực sự bỏ qua hình ảnh của bà ấy và vắt chân lên, khiến cho hoàng hậu không hài lòng. Đôi khi Camilla cố tình hoàn thành công việc nhưng thường từ trước lấy thất bại. Điều này khiến bà thua kém Diana rất nhiều. Ví dụ, trong một sự kiện Camilla muốn hôn cô bé để thể hiện sự thân thiện, nhưng cái mông lại đập thẳng vào mặt đứa trẻ phía sau. Đứa trẻ 3 tuổi sau đó vừa chảy vừa ôm đầu khóc. Nghĩ lại thì Diana đến thăm mọi người, cô ấy đã giúp ông già bên cạnh lấy nàng. Cô ấy thật xinh đẹp, ai lại không thích công đường xứ quay như thế này. Bên cạnh đó, Camilla còn không có cả sự thanh lịch ngay cả khi ăn kem. Không chỉ đầy miệng mà trên tay còn dính rất nhiều kem tan chảy, thậm chí còn lè lưỡi thật sự, bà không sợ phá hỏng hình tượng của hoàng gia hay sao một lần khác trong một cuộc phòng vẫn trời mưa như chút nước bà camilla đi cùng người bên cạnh dưới một chiếc ô đột nhiên chiếc ô của camilla bị cất đi bằng cách nào đó camilla bị mắc kẹt trong chiếc ô và không thể di chuyển người bên cạnh cũng cười giống như nhìn thấy sự hài hước của camilla camilla chỉ biết lúng túng cầm chiếc ô bằng một tay và vật lộn với tay kia May mắn thầy đã có người đến cứu kịp thời, nhưng trên mặt bà dường như vẫn còn một nụ cười. Còn đây là bức ảnh khiến Camilla có thể cảm thấy xấu hổ. Camilla trải qua bao cảnh xấu hổ vẫn chỉ là thê thiếp không xứng với sự sang trọng của hoàng tộc. Có vẻ như kiếp này thiếu đi thân phận của công chúa xứ Wales. Câu chuyện buồn về một con chim sẻ bay trên cành cây để trở thành phượng hoàng không phải là hiếm, nhưng Camilla cuối cùng bay đến một cành cây, nhưng bà ấy không có khí chất để trở thành một con phượng hoàng tính cách của bà ấy không phù hợp với vai trò của một gia đình hoàng gia nhưng không hiểu tại sao jack lại có một tình cảm đặc biệt với bà